Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Hôm nay đã là thứ bảy cuối tuần rồi và em sẽ có một cái video nữa cho tuần này gửi đến anh chị những cái món hàng Nhật đang có ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video hôm nay. Số điện thoại của em có để bên dưới tiêu đề video. Anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin hoặc là gọi điện thoại cho em vào cái số điện thoại này để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị ha. Về vấn đề thanh toán thì em xin phép được nhận chuyển khoản hoặc là nhận chuyển cọc, sau đó sẽ gửi hàng đi cho khách. Và khi mà anh chị nhận hàng về, nếu mà nó có lỗi lầm gì hoặc là nó có cái sai khác nào mà em không có báo trên video thì anh chị có thể liên hệ lại và em sẽ cố gắng xử lý một cách hợp lý nhất những cái vấn đề này cho anh chị, cho nên là anh chị hoàn toàn yên tâm. Đầu tiên trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh chị cái cây dao của thương hiệu Kai. Cái này thì em cũng có giới thiệu nhiều lần và hôm nay em chỉ còn có 1, 2, 3, 4 cây thôi. Và em sẽ có khuyến mãi nhỏ nhỏ dành cho cây dao này. Cây này là cây dao của thương hiệu Kai, rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Lưỡi bằng thép không gỉ và nó là dạng nhỏ để mình cắt thái rau củ hay mình sử dụng trong gia đình hoặc là mình muốn mang theo để đi dã ngoại du lịch gì đó thì nó cũng phù hợp, tại vì nó sẽ có cái bao bằng gỗ luôn cho mình, nó an toàn và tiện lợi nha anh chị. Hàng của thương hiệu Kai thì hiện nay thì nếu mà anh chị đi mua ở những cái siêu thị hàng Nhật á, thì mình cũng sẽ có gặp những cái dòng sản phẩm của thương hiệu này, và những cái dao lớn hơn chút thì đa phần là họ sẽ bán cái loại nhập sản xuất tại Ấn Độ, nhưng mà riêng cái cây dao này thì nó được sản xuất tại Nhật anh chị ha, Made in Japan đây. Cái mã của nó là DH-7173 đây. Cái chất liệu thì cái bằng lưỡi bằng thép không gỉ và cái bao bảo vệ nè, và cái cán thì bằng gỗ gỗ tự nhiên luôn anh chị ha. Rồi cái kích thước của cái cây dao này thì nó sẽ được là tổng chiều dài là được 20 và cái phần lưỡi không thì nó khoảng 9.5, xài cũng khá là bén, và do nó là lưỡi thép không gỉ cho nên là về thẩm mỹ cũng như là về độ bền thì nó rất là cao anh chị ha. Và cây này hôm trước thì em bán giá 210 và em còn 4 cây duy nhất thôi, và em đang khuyến mãi còn 180.000 cho cái cây dao này. Anh chị chốt giùm em mã là cái dao mini hoặc là dao gọt trái cây gì đó của Kai anh chị ha, 180.000 cho một cây và em chỉ còn có 4 cây duy nhất thôi. Rồi tiếp theo là em sẽ có một cái cây kéo của thương hiệu Tubota, kéo cắt cành của thương hiệu Tubota. Cây này thì thép cái cán đúc luôn, nó không có bọc gì hết anh chị ha, và nó là một cái dòng sản phẩm cao cấp, giá nó cũng khá là cao, nhưng mà phù hợp để các anh các chú mình vừa sử dụng mình vừa sưu tầm ha. Cây này là của thương hiệu Tubota và được sản xuất tại Nhật, còn full bao bì luôn. Như các anh chị cũng biết thì em ngoài bán những cái sản phẩm hàng bãi Nhật, ví dụ như là nồi niêu xoong chảo hay là túi xách thì hàng đã qua sử dụng, hoặc là một số cái món hàng sưu tầm khác, thì riêng cái đồ làm vườn thì em sẽ bán hàng mới, hàng chính hãng Nhật Bản còn full bao bì và có số lượng anh chị nha. Ở trên cái phần lưỡi này người ta sẽ dập cái chữ Nhật, và cái chữ này chắc là Tubota đó anh chị, chắc là cái thương hiệu đó anh chị ha. Rồi cái này thì được làm thủ công, người ta rèn thủ công, người thợ nghệ nhân người ta làm thủ công anh chị ha. Kích thước của cái cây kéo này thì sẽ được là 20, còn phần lưỡi là được 5.5 đến 6. Và cái này thì mình có thể cắt được cái cành to này, cái bảng chỗ này nó rất là to anh chị ha, mình cắt được cái cành rất là to, để cho anh chị chú bác mình chơi kiểng, chơi bonsai hoặc là mình làm những cái công việc làm vườn khác. Nhưng mà nó rất là bén anh chị ha, và cái nó nặng tay lắm, cầm rất là đầm tay. Và cây này giá của nó là 1450, mình chốt giúp em mã là kéo cắt cành cán đúc 1450. Cái cán đúc thì thường là nó sẽ đắt hơn nhiều so với những cái loại mà người ta làm công nghiệp mà bọc nhựa hay là bọc cao su gì đó, thì nó sẽ rẻ hơn và người ta làm công nghiệp đại trà số lượng hơn. Dĩ nhiên là chất lượng cũng cao, nhưng mà về nếu mà sưu tầm này kia thì em thấy các chú thì sẽ thích những cái loại cán đúc này hơn và giá nó cao hơn. Thậm chí có những cây kéo mà nó lên đến 3-4 triệu luôn anh chị. Cái đó thì nó hơi kén người xài ha, ít có chú nào mà thích xài tới nỗi mà nó giá cao như vậy, tầm giá 1 triệu mấy như vậy thì mình cũng có thể là quá cao cấp rồi để mà mình xài trong vườn nhà mình anh chị nha. Em có một cái cây cào xới đất này, cây này thì em còn có một cây thôi. Chỗ này thì bằng gỗ, còn dưới này thì là bằng thép và người ta mạ rơm để mình nhìn nó giống như thép không gỉ đó, nhưng mà không phải nha. Người ta mạ một cái lớp để nó cứng và nó giảm cái độ gỉ sét thôi. Mình có cái ba chia ở đây để mình cào đất nè, và có cái chỗ này để mình ví dụ như mình muốn gieo hạt hay gì đó tạo lỗ chỗ này. Nói chung là nó ứng dụng rất là cao trong vườn nhà. Kích thước tổng chiều dài của nó sẽ được là 31.5. Rồi cái bảng của cái này thì được là 14 này,
tổng ngang là được 7 cm. Cái này em còn có một cây thôi, mình chốt giúp em mã là cây cào xới đất G-8 nha. G-8, giá của cây G-8 thì nó sẽ là 235.000 cho cây này. Này là hàng mới nha anh chị, 235. Thích hợp để cho các cô các chú mình làm một cái vườn nhỏ nhỏ trên sân thượng này kia, thì những cái sản phẩm nhỏ nhỏ như này thì nó sẽ tiện gọn và nó không có chiếm cái diện tích không gian mình lưu trữ anh chị ha. Đấy, 235.000 cho cây này. Hàng của Nhật Bản nha anh chị, mã vạch đồ này kia đây hết. Made in Japan đây. Rồi, tiếp theo là em sẽ có một cái cây mini nữa. Cây này thì là cây xẻng hai đầu, nhỏ xíu luôn để mình trồng hoa, trồng rau trong vườn nhà mình. Nó sẽ là bằng thép không gỉ. Ở đây người ta có ghi chữ là stainless steel này. Nó là hàng hiệu của thương hiệu Yagimitsu. Đây, còn full mới như này anh chị nha. Những cái sản phẩm này thì chưa có qua sử dụng. Tổng chiều dài của cái cây xẻng này thì được đó là 25.5. Rồi cái xẻng này thì nó dạng mini, hai đầu, một đầu lớn, một đầu nhỏ xíu luôn. Cái đầu lớn của cây này thì nó cũng là dài được 7 nè, bề ngang được 3.5. Còn cái đầu nhỏ thì nó dài được 6 và bề ngang nó chỉ có 2 cm thôi. Đấy, nhỏ xíu à. Mình làm cũng rất là gọn tiện ha. Và cả cái thân này luôn là bằng thép không gỉ hết, xài bền. Và cái giá của cây này là 145.000. Anh chị chú bác mình chốt giùm em mã là cây xẻng hai đầu, giá 145. Rồi tiếp theo là em sẽ có một cái cây kìm. Mình dùng để cắt dây kẽm, dây nhôm mà khi mà mình tạo hình cho cây kiểng nè. Cây này thì em còn hai cây và đang có chương trình khuyến mãi cho cây kìm này. Cây kìm này là hàng của Nhật Bản ha, nó cũng là cái dạng như này, nó không có bọc nhựa gì hết. Và trước đây thì em có bán của hàng của Mimatsu á, thì người ta cũng làm cái dạng kiểu như này, nhưng mà cây này là của thương hiệu khác, cái hiệu chữ Nhật không đây nè. Đấy rồi, nhưng mà cái này thì không phải dùng để cắt cành đâu nha anh chị. Cái này người ta sản xuất là để mình cắt cái dây kẽm, dây nhôm khi mà mình uống cành đâu đó. Thật ra thì mình sử dụng một cái cây kìm bình thường mình vẫn cắt được thôi, nhưng mà nếu mà mình muốn kiểu mà mình chơi đam mê á, thì mình nên mua thêm những cái loại mà nó chuyên dụng như này. Giá nó có đắt đỏ chút xíu nhưng mà cái bộ đồ nghề của mình thì nó xịn sò hơn anh chị ha. Rồi chữ Nhật người ta dập ở đây. Tổng cái kích thước của cái này được dài được có là 20.5. Đó, và cái lưỡi nó ngắn ngủn mà, nó chỉ có 1,5 cm thôi đó anh chị. Đấy, 1,5 cm thôi. Để mình mở ra được tới đây luôn. Như này. Rồi. Đó, để mình cắt như vậy đó anh chị. Ở bên Nhật thì em thấy mỗi một cái công đoạn, một cái công việc đó là người ta đều làm một cái đồ nghề chuyên dụng cho nó luôn, chứ không phải là họ sẽ một cái sản phẩm mà người ta làm đủ chỗ hết anh chị ha. Nó không phải ít có cái loại nào mà đa năng như vậy, đa phần là một cái khâu người ta sẽ làm một cái sản phẩm mà chuyên dụng cho nó luôn. Thì đó là cũng cái là ưu điểm để cho mình có thể sưu tầm thêm nhiều cái món hàng hay ho từ nước Nhật anh chị ha. Cây này thì giá của nó sẽ là giá cũng hơi cao này, 1.150.000 và đang được khuyến mãi còn 990.000, và em có hai cây này thôi. Đang được khuyến mãi 990.000 cho cây này anh chị ha. Rồi, tiếp theo nếu như mà anh chị chỉ sử dụng bình thường thôi, mình không có muốn mua tới cái cây tới 900 mấy cả triệu bạc một cây á, thì mình có thể nghĩ qua cây này. Cây này là của thương hiệu Fujiya. Fujiya là cái núi Phú Sĩ đó anh chị. Và cái thương hiệu này rất là nổi tiếng rồi anh chị ha. Nếu mà mình làm ngành điện cơ khí hay là những cái anh chị mà mình sửa chữa trong gia đình đồ này kia đó, mà mình thích xài kìm Nhật thì mình chắc chắn là sẽ có sở hữu cái cây kìm này. Cây kìm của thương hiệu này, họ làm rất là nhiều kìm và với cái mức giá rất là phù hợp để mà mình các anh thợ hoặc là mình sử dụng trong gia đình. Chất lượng Nhật Bản anh chị nha. Họ sẽ có hai cái dòng sản phẩm, một là sản phẩm sản xuất tại Nhật Bản, hai là như cái sản phẩm này là hàng Nhật được sản xuất tại Việt Nam và cái nhà máy của họ nằm ở Bình Dương. Đấy, cây này thì mình dùng để người ta ghi là để cắt nhựa, nhưng mình ứng dụng để mình cắt những cái dây nhôm, dây kẽm mà mình uống cây kiểng đó thì cũng rất là ổn anh chị nha. Cái lưỡi người ta làm nó gọn, nó vát mỏng để mình cắt nó rất là tiện, hoặc là mình đưa vô những cái góc hẹp mình cắt cũng rất là ok. Cây này giá rất là mềm, anh chị có thể sở hữu cái cây này để mình trong cái túi đồ nghề của mình ha.
À, tổng chiều dài của nó sẽ được là 155 này, và cái phần lưỡi á, thì nó dài được 2 cm và nó mỏng thôi, nó chỉ khoảng tầm được 1.6 mm thôi. À, 1.6 cm thôi anh chị ha. Đấy, à, lò xo như này, Fujiya, cái mã hiệu của nó sẽ là ABN150FS. Rồi. Cái thương hiệu Fujiya thì mình sẽ gặp cái cán màu cam đặc trưng như này. À, họ sẽ có những cái dòng mà nó cao cấp hơn thì cái màu của nó sẽ nâng lên, ví dụ như cái màu cam là cái màu thông dụng nhất, à, chất lượng cũng rất là cao rồi anh chị ha. Nhưng mà nếu như mà cái dòng nó cao hơn chút thì nó sẽ là lên màu nâu. Rồi nếu mà nó còn VIP hơn nữa thì họ sẽ làm cái màu đen nữa. À, anh chị nha. Rồi cái này thì giá của nó sẽ là 191 nha. Cái này thì em có số lượng và sẽ, nếu mà anh chị cần á, thì mình có thể nhắn em sẽ gửi thêm hình ảnh này kia cho mình ha. 191.000, mình chốt giùm em mã là cây kìm cắt của Fujiya 191, hoặc là cây kìm 191.000 là em cũng biết là cây này rồi anh chị ha. Kìm cắt thì hiện tại em bán cây đó. À, tiếp theo là em sẽ có ba cái loại nhíp này. À, hai cái nhíp này thì hôm rồi em có giới thiệu nè, và cái bộ nhíp này lâu lắm rồi nó mới về hàng ha. À, đầu tiên là hai cái nhíp của thương hiệu Anet, thì ba cái này cũng là của Anet luôn. À, đầu tiên là cái cây No 127, tức là cái nhíp nó thẳng. À, cái này thì lẻ, còn nếu mà anh chị muốn mua bộ thì mình có thể để ý qua cái bộ này. À, cái này là bằng thép không gỉ anh chị ha, stainless steel made in Japan. Ở đây thương hiệu Anet thì họ made in Japan hết anh chị nha. Cái này thì nó to hơn so với cái bộ này. Tổng chiều dài của nó sẽ được có là 15 cm. À, cái mũi của nó nhọn lắm. Đây, cái mũi nhọn để cho anh chị mình làm những cái công việc thủ công đấy, thì mình gấp này kia nó rất là tiện ha. Rồi cũng hoặc là mình làm những cái công việc khác trong gia đình, à, thì mình ứng dụng rất là cao, mình muốn xài trong việc nào mình xài, tại vì cái mũi nó nhọn và nó không có bị dễ mà mình cứ bóp bóp như vậy mà nó bị xẹp vô như vậy đâu anh chị nha. À, nó rất là, cái phần này nó cũng khá là cứng và nó bền anh chị ha, xài bền, hàng xịn đó. À, giá của cái cây thẳng này thì nó là 68.000. À, mình vô chốt với em mã là cây nhíp thẳng đi. Nhíp thẳng là giá 68.000, còn cái cây y chang như vậy mà cái mũi nó cong. Cong chút xíu, made in Japan đây nha anh chị. Cái mũi nó hơi cong để mình làm những cái công việc phù hợp. Đấy, anh chị tùy vào cái mục đích sử dụng mà mình mua cây cong hay cây thẳng ha. Đây, cái mũi nó cong chút xíu vậy này mà nó cũng rất là nhọn chỗ này nha anh chị. Rồi nó bằng thép không gỉ luôn, made in Japan luôn. Cái kích thước là y như vậy. Và cái cây mũi cong này thì giá của nó sẽ là 74.000. Đấy, 74.000 cho cây cong, và cái cây kia thì nó 68.000. Xài cực kỳ bền luôn và nó bằng thép không gỉ và mình hoàn toàn sử dụng được cho trẻ em nè, hoặc là mình sử dụng được trong y tế, nha khoa gì mình xài được hết anh chị nha. Tức là cái chất liệu này nó an toàn ha, người ta khuyến cáo mình sử dụng được trong y tế luôn, mình yên tâm ha, trong thực phẩm gì đó mình làm được hết. Rồi nếu mà anh chị không có muốn mua lẻ này thì em có một cái bộ hàng mới về luôn. Bộ này là cái bộ nhíp của thương hiệu Anet, mã của nó là 1093. À, thay vì mình mua hai cái cây kia thì nếu mà mình thích thì mình có thể mua cái bộ này, thì nó có cái hộp đấy, nhưng mà điều nó ngắn hơn nha anh chị. Đây này, nó ngắn hơn chút ha. Hộp này thì nó cũng cùng chất liệu với cái kia, nó là thép không gỉ và mình sử dụng được trong mình làm việc thủ công, nhà mỹ nghệ gì đó, hoặc là trong gia đình, trong y tế vân vân đều được hết. Nó sẽ có ba cây đây này, có ba cây nè, một cây cong một cây thẳng thì giống cây kia, chỉ là nó ngắn hơn thôi. Và có cái cây này thì nó sẽ có cái răng ở cái đầu đây này, như hai cây kia thì không có, còn cái này nó có cái răng ở đầu chút xíu anh chị ha. Là ba cái cây này, cái chiều dài của cây nhíp thì sẽ được là 12.5. Có cái hộp nhựa đựng về cho mình luôn này. Đấy, hàng full mới nha anh chị, hàng mới 100% chưa có qua sử dụng. Và bộ nhíp này em vẫn bán với giá cũ là 150.000 cho cái bộ ba cây này. Mình chốt cho em mã là bộ nhíp ba cây 150, hàng mới về và em có số lượng anh chị ha. Rồi. Đó là một số cái sản phẩm đầu tiên. À, tiếp theo là cái này là cái radio. Cái radio này thì hôm trước em có giới thiệu rồi nè, em giới thiệu lại cho anh chị chú bác nào mà mình muốn mua sưu tầm ha. Cái này là của thương hiệu Sony, radio của thương hiệu Sony và được sản xuất tại Nhật, made in Japan đây anh chị nha. Cái này thì nó có qua sử dụng rồi, nhưng mà góc cạnh đề này kia thì ok hết, nói chung là độ mới cũng cao và phù hợp để các chú các anh mình sưu tầm và sử dụng đấy. Để em bật lên cho mình xem ha. Đây, cái này là do em gắn pin sẵn nè,
À, cái pin này thì nó đi về theo luôn, cho nên là em để sẵn nha, khi mà em giao cho anh chị thì nó cũng có pin này theo cho mình ha. À, mình về mình mua pin khác, cái này là dạng pin tiểu ở đây thôi, rất là dễ. Rồi bật lên nè, đây là nút bật nè, còn cái nút để mình chỉnh đài là ở đây. Tức là cái radio này nó hoạt động bình thường, có đầy đủ anten đầu này kia, ốc sành đi theo hết luôn. Tuy nhiên cái này thì nó sẽ không có bắt được đài FM nha anh chị, mình chỉ bắt được đài AM thôi. Thì người ta gọi là cái sóng ngắn đó anh chị ha. Ở đây người ta ghi là NSB hoặc là MW radio. Khi mà em bắt thử thì mình không có rào được cái đài FM, chỉ bắt được đài AM thôi, để cho các chú các bác mình nghe thời sự hay gì đó, mình đi vườn đi rẫy được cũng được. Hoặc là mình sưu tầm một cái hàng hiệu của Sony và cái được sản xuất tại Nhật, một cái dòng sản phẩm nào đó, nếu mình muốn sưu tầm những cái sản phẩm của thương hiệu này. Rồi, xài là vô tư anh chị ha. Rồi kích thước của nó sẽ được đó là 15 nhân với lại 7.5 và nhân cái bảng là được 3 cm, anten đầu còn đủ hết luôn, không có bị mất nắp không gì hết nha. Rồi cái này thì em bán giá sưu tầm là giá 450.000, mình chốt giúp em mã là cái máy radio giá 450.000 cho cái máy này. Lưu ý là không có bắt được đài FM nha anh chị. Rồi tiếp theo, tiếp theo là em sẽ có một cái quánh của thương hiệu là Capoti 18 cm. Cái quánh này thì mình xài được biết từ, nó là hàng hiệu của Nhật và được sản xuất tại Trung Quốc, Made in China đó anh chị ha. Hàng còn hộp luôn, chưa có qua sử dụng. Cái hộp thì nó hơi xấu nha, hàng chưa có qua sử dụng anh chị yên tâm ha. Nó là bằng thép như này, bằng thép không gỉ. Khá là nặng tay nha anh chị, hàng hiệu của Nhật chứ không phải là hàng trôi nổi gì, cho nên là anh chị yên tâm ha. Ở trên đây người ta cũng có ghi đầy đủ những cái thông số thông tin cho mình. Đấy, thương hiệu Capoti nè, IH200V, xài được bếp từ nè, mã vạch đồ đây. Rồi cái size của nó là 18 cm. Để em đo thử cái size thực tế anh chị nha. Cái size thực tế em đo được đó là 19.5 cái vòng miệng á. Rồi cái chiều cao lên là được 10 cm. Đấy, cái đó xài được bếp từ ha. Cái cán thì bọc nhựa và làm rất là chắc chắn chỗ này, anh chị yên tâm, không có sợ mà đang cầm nó đổ nước gì đâu anh chị nha. Rồi nắp là nắp thủy tinh luôn, nắp bằng thủy tinh, tiện dụng trong gia đình ha. Còn mới anh chị ơi, chưa có qua sử dụng mà, hàng hiệu của Nhật được sản xuất tại Trung Quốc và xài được bếp từ, giá của nó là 550.000, mình chốt giúp em mã là cái quánh 18 cm giá 550. Nó không có cái lớp chống dính đâu nha anh chị, nó là như vậy thôi đó, nhưng mà khá là nặng tay ha, không có phải là bị liệu ịu, bị mỏng dính cái lớp thép đâu. Cái độ dày của nó là 0.8 mm lận đó, và dung tích nó được 2,4 lít nè anh chị. Nó cũng khá là to ha, mình nấu đồ ăn nhà mình ít người hoặc là mình cần những cái nồi cái quánh nhỏ nhỏ để mình nấu những cái món ăn ít ít đó, thì mình có thể để ý cái quánh này. Tiếp theo là em sẽ còn một cái bình giữ nhiệt, mà cái dáng này nó rất là giống cái bình thủy luôn. Đây, cái mã của nó là M5010, còn mới như này anh chị nhé, hàng chưa có qua sử dụng. Rồi còn đầy đủ mấy cái tem nhãn đồ hết luôn. Cái dáng của nó là y chang như cái bình thủy, mình nhìn nó giống cái bình thủy đó. Cái này thì giống như là các chú các cô nào mà mình hay đi rửa, đi vườn đi rẫy đồ đó, thì mình xách cái này theo nó cũng rất là hay ha, nhìn nó dễ thương. Nó gọn gọn nhưng nó là bình giữ nhiệt nha anh chị, chứ không phải là bình thủy đâu. Kích thước của nó sẽ được là chiều cao mà không tính cái phần quai á, thì được là 19 cm này. Rồi cái kích thước miệng là được 9 cm và cái bảng đáy là được 15 cm. Đây đây như này anh chị ha. Rồi cái quai thì người ta làm cái màu giống như màu hột gà vậy đó. Bên trong là cái lớp giữ nhiệt, cho nên là mình có thể làm những cái món nước uống của mình đó, mình để vô đây xong mình để nước đá vô rồi mình mang đi thì nó rất là tiện gọn luôn và đựng được cũng khá là nhiều. Cái dung tích của cái này thì được bao nhiêu đây? Dung tích ở đây người ta không có ghi, à đây được 1 lít đó anh chị ơi, dung tích là được 1 lít lần nè, nó được 1 lít nha, thằng hiệu của sách đi. Rồi cái ròn của nó đây, cái này lưu ý là mình chỉ giữ lạnh nên chị ha, chứ không có lưỡng tính đâu, không có giữ được độ nóng đâu nha anh chị. Mình mang theo cà phê hay là trà đá gì đó mình mang theo cũng rất là đẹp, rất là tiện nha.
hoặc là gia đình mình thích những cái này để mình làm sẵn nước uống, mình để đó thì nó cũng rất là hay, nói chung là đẹp. À, cái hoa văn đồ cũng đẹp luôn, bằng nhựa. Rồi, à, cái này hôm trước em bán giá là 1350 và em đang khuyến mãi còn 1250 cho cuối tuần anh chị ha. 1.250.000, anh chị chốt giúp em mã là bình chữ nhật xanh. 1.250.000 cho cái bình này. Nó là dạng giữ nhiệt các anh chị, mà thay vì người ta làm cái kiểu kia thì người ta làm cái kiểu nhìn nó hay hay như này, nó khá là lạ anh chị ha, cũng lần đầu tiên em gặp cái bình giữ nhiệt mà cái kiểu như này. À, tiếp theo là em sẽ còn một cái bộ bình thủy ấm trà của thương hiệu Zojirushi, cái này thì nó màu đỏ, à, cái form nó cũng khá là to, à, Zojirushi hàng hiệu của Nhật ha, và thương hiệu con voi rất là đình đám luôn. À, bộ này thì em cũng có giới thiệu rồi và em sẽ giới thiệu sơ lại hôm nay cho anh chị nha. Cái bình thủy này nó y chang cái bình hồi nãy luôn, nhưng mà cái bình này là cái bình thủy và kèm theo đó là có một cái bộ ấm trà đây, cả bộ như này. Đấy, để em để cái hộp này xuống. Hàng của Zojirushi thì anh chị yên tâm về chất lượng ha, nó là một cái thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, nằm trong top những cái thương hiệu đồ gia dụng mà đáng mua ở Nhật. Đó, hàng mà còn full hộp chưa có qua sử dụng và gồm có một bình thủy và một cái bộ ấm trà. Đây, cái bình thủy thì dung tích được 1 lít và khả năng giữ nhiệt cũng ổn. Sau 24 giờ là còn 49 độ và sau 10 giờ là còn 68 độ C. Đấy, hoa văn là cái người ta ốp cái này giống như là giả gỗ vậy đó anh chị ha. Khá là đẹp, made in Japan này kia là để dưới đáy luôn. Và cái đáy này không có xoay được nha anh chị, nó cố định. Rồi, cái này là cái bình thủy. Ở phía bên trong là cái thủy mới, chưa có qua sử dụng, không có vấn đề, không có một cái lỗi lầm gì hết luôn. À, dung tích được 1 lít và rất là phù hợp để mình sử dụng trong gia đình, hoặc là mình thật ra cái bộ này mình ngoài sử dụng ra mình trang trí trên bàn nó cũng đẹp đó. Và kèm theo đó là một cái bộ ấm trà, rồi một cái ấm để uống trà và 5 cái chung như này. Bộ này mình hoàn toàn có thể mua làm quà tặng được anh chị nha, tại vì nó rất là đẹp và có giá trị. À, một đồ mới là như chưa sử dụng. Đây là cái ấm trà và 5 cái chung trà, thì cái hoa văn nó tương thích với cái bình thủy đây này, cái hoa văn nó như này nha anh chị nha. Người ta làm hoa văn nha, nó tại vì nó cùng một bộ mà làm như nhau như vậy. À, trên mỗi sản phẩm đều có cái dòng chữ Nhật hết. Và riêng cái ấm thì người ta làm cái chữ ở trên cái nắp, còn mỗi cái chung trà thì dưới đáy đều có cái dòng chữ Nhật này. Rồi cái quai á, là quai bằng bằng mây che đan nè anh chị ha, mình về mình xài thì mình gắn vô. Khá là đẹp cho cái bộ này. À, và giá của nó là 1.800.000. Anh chị nào thích thì mình chốt giùm em mã là bộ bình thủy ấm trà 1800. Hàng full mới luôn và rất là có giá trị sử dụng, sưu tầm cũng như là làm quà tặng. Nó còn đầy đủ giấy tờ này kia hết luôn anh chị ha, còn full hộp. Bộ bình thủy ấm trà. Em còn có một bộ này thôi, hôm trước em có một bộ xanh nữa nhưng mà em đã bán rồi. À, tiếp theo. Tiếp theo thì em sẽ còn có 3 cái bộ mũ nỉa này, anh chị nào có sử dụng thì mình mua được em luôn ha. Em có 3 bộ này và đang khuyến mãi. Đầu tiên là cái bộ mũ này. Cái nắp thì nó như này. À, nó bị ngược rồi anh chị ơi. Đây nè. Nó còn cả cái hộp nha. Và bộ này khuyến mãi rất là nhiều luôn. Cái bộ này thì được mạ bạc. Và khi mà mạ bạc thì anh chị nếu mà mình sử dụng hoặc là mình để ra gió này kia thì nó sẽ có kiểu oxy hóa cái phần bạc này. Và nó sẽ ra được cái màu như này nè. Thích hợp dành cho anh chị nào mà mình thích cái phong cách nó kiểu mà vintage cổ điển. Hoặc là mình thích cái này thì mình có thể chốt giùm em ha. Cái bộ này thì sẽ gồm có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái muỗng này, 6 cái nĩa lớn này, cái nĩa to lắm nha anh chị, và 6 cái muỗng nhỏ. Đó, em sẽ giao cho anh chị nguyên như này. Lưu ý là nó có mạ bạc nha anh chị, và nó có một số cái sản phẩm nó có oxy hóa cái phần bạc như này ha. Chứ nó là hàng mới, chưa có qua sử dụng. Và anh chị thấy nó lên nhiều màu này rất là đẹp. Nên mình trang trí decor cũng đẹp luôn. À, đang được khuyến mãi còn 300 ngàn thôi anh chị ơi. Bộ muỗng mạ bạc, giá là 300 ngàn ha. Đấy, 300 ngàn nó sẽ thiếu 6 cái nĩa, không có cái nĩa ở đây, nó chỉ có nhiêu đây thôi nha anh chị. 300 ngàn cho cái bộ nĩa, bộ muỗng mạ bạc này anh chị ha. Đây là em khuyến mãi, hồi lúc mới về thì rất là nhiều, chỉ còn có 3 bộ này nữa là em hết muỗng nĩa. Em có một cái bộ, cái hộp hình hoa hồng. Bộ này thì, đấy, bộ này nó sẽ là như này. Nó sẽ gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái muỗng lớn này, 4 cái nĩa lớn này.
một hai ba bốn cái dao, năm cái dao và sáu cái muỗng nhỏ. Đấy, ở trên cái cán thì người ta đều khắc hoa hồng này kia hết luôn, chất liệu là stainless steel, mới chưa có qua sử dụng anh chị ha. Đấy, rất là đẹp luôn. Và bộ này đang khuyến mãi còn 500 ngàn. Mình chốt cho em mã là bộ muỗng hoa hồng giá 500, hàng chưa có qua sử dụng nha. Đấy, nó sẽ gồm y nguyên nguyên bộ như này. Thật ra mình đi ra siêu thị mình mua muỗng nỉa thôi là nó cũng giá rất là đắt rồi chị ha, nó đâu có rẻ đâu. Rồi một cái hộp này thì sẽ là những cái muỗng nỉa. Bộ này đầy đủ nè anh chị ơi. Bộ này thì sẽ gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái nỉa nè, 6 cái dao và 6 cái muỗng dạng lớn để mình sử dụng để trong bàn ăn anh chị ha. Cái chất liệu nó bằng thép và cái cán thì nó sẽ là nhựa như này. Cực kỳ đẹp luôn, stainless Japan ở đây anh chị ha. Bộ này thì giá của nó là bao nhiêu đây? Giá đang khuyến mãi là 500 ngàn luôn đi. Anh chị chốt giúp em mã là bộ muỗng nĩa cán đen giá 500 luôn. 500 ngàn cho bộ này, quá trời rẻ luôn rồi. 500 ngàn bộ muỗng nĩa cán đen nha anh chị. Em chỉ còn ba bộ này nữa là em hết muỗng nĩa rồi đó. Là phải đợi đợt sau nữa thì mới có thêm chuyến hàng khác nữa anh chị ha. Tiếp theo là em sẽ có một số cái ví. Hôm nay có một vài cái ví dành cho các anh các chị luôn. Đầu tiên là em sẽ có cái ví này của thương hiệu Lăng Vin. Đấy, ví này thì độ mới rất là cao nhưng mà nó không có cái hộp. Chất liệu của nó là vải phối với da anh chị ha. Thương hiệu là Lăng Vin. Đấy, thương hiệu này của Pháp hay gì đó, rất là nổi tiếng luôn. Và em cũng có bán được vài cái chiếc túi của thương hiệu này. Cái này là ví dành cho nam. Chất liệu là vải phối da nha anh chị. Độ mới rất là cao và cái màu đen rất là dễ xài luôn. Dạng ví ngắn. Size của nó sẽ được có là 11 nhân với lại 10. Và cái bản của nó sẽ được là 1.5. Cái này nó không có quá dày đâu. Các anh mình bỏ túi được nè. Hoặc là mình muốn mua làm quà tặng vẫn được nha anh chị. Tại vì cái này độ mới rất là cao như chưa sử dụng đâu. Bên trong thì có nhiều ngăn thẻ nè. Rồi ở đây có một cái cốp. Thường thì những cái ví của hàng hiệu nước ngoài á, thì mình hay thấy có cái cốp như này. Tại vì người ta xài tiền xu á anh chị. Còn mình không có xài tiền xu thì mình có thể để những cái đồ vật linh tinh vô đây. Rồi bên đây là cái ngăn đựng thẻ nè. Rồi cái ngăn đựng tiền, mình có một ngăn đựng tiền thôi à. Đấy, lót sạch đẹp ha, một ngăn đựng tiền màu đen. Cái ví này giá của nó là 550 ngàn. Mình chốt cho em mã là ví Lăng Vin màu đen giá 550. Hoặc là các anh chị nào mà mình xài Zalo thì mình có thể chụp lại cái sản phẩm giùm em ha. 550 cho cái ví này. Tiếp theo là em sẽ có một cái mấy cái ví giá rẻ này. 1, 2, 3, 4 luôn. Đấy, ví này là đã qua sử dụng nha anh chị. Và nếu mà anh chị nào mà mình không có quan trọng độ mới, mình chỉ muốn mua để mình sử dụng, hoặc là mình muốn thay đổi cái ví nào đó, thì mình có thể để ý những cái ví này ha. Cái này thì màu xanh rêu. Này là màu xanh rêu, bên ngoài màu xanh nha anh chị. Dạng ví ngắn và người ta cũng sử dụng rất là nhiều rồi. Góc cạnh thì nó có những cái vết sờn như này nhiều rồi anh chị nha. Đấy, góc cạnh có nhiều vết sờn. Kích thước của cái ví này sẽ được là 11 nhân với lại 9 cm. Đó, dạng ví ngắn. Hàng hiệu lớn lắm nè anh chị ơi. Hàng hiệu Goldfeel của Đức ha. Một cái ví Goldfeel thì giá thì nó rất là cao. Và thường ở đây em bán giá tầm khoảng 2 triệu mấy cho một cái ví mới đó. Nhưng mà cái ví này thì người ta xài nhiều rồi, đã cũ rồi, nhưng mà cái chất da thì rất là xịn nha. Và nếu mà anh chị muốn xài ví kiểu cũ như này thì mình có thể để ý những cái thương hiệu này đó. Rồi bên trong thì có những cái ngăn đựng thẻ nè, có cái cốp nè, và có hai cái ngăn đựng tiền. Và cái lót đặc trưng của thương hiệu này là cái hai dấu gạch này đó anh chị. Lót vải này. Rồi màu xanh rêu nha anh chị. Ở trên góc cạnh thì nó đã có những cái vết sờn, vết cũ như này nha anh chị. Đây nè, chứ không có phải là mới ha. Và em bán cái này rất là rẻ thôi, giá chỉ có 200 ngàn thôi anh chị ơi. Bình thường là em bán tới 2 triệu mấy lần thì cái này 200 ngàn thì cái độ mới của nó thì chắc chắn nó phải khác biệt nhiều nha anh chị. Ví hiệu Sunreal giá 200 ngàn cho anh chị nào mà mình muốn xài ví đã qua sử dụng ha. Nhưng mà hàng hiệu lớn, chất da cũng xịn. Rồi, 200 ngàn cho cái ví hiệu Sunreal, hiệu của Đức. Tiếp theo là em sẽ có một cái ví màu đen của thương hiệu Einer. Einer này cũng là hiệu của Đức luôn. Cái hình logo là cái hình cái móng ngựa như này. Cái này màu đen nha anh chị. Góc cạnh thì có sờn nhưng mà nó không có bị nhiều như cái ví xanh lúc nãy nha. Đấy, có sờn. Người ta cũng có qua sử dụng rồi. Độ mới nó tầm khoảng được 70-75% thôi, không có mới hơn nên chị ơi. Size của nó được 12 nhân với lại 10 cm, dạng ví lép nè. Rồi, Einer, hàng hiệu của Đức, và riêng chiếc này được sản xuất tại Italy.
Đó, bên trong thì có nhiều ngăn đựng thẻ. Cái ví này thì nó không có cái cớp nè, rất là tiện xài nên chị đựng thẻ được rất là nhiều. Rồi, ở cái lót có hai cái ngăn nhỏ để đựng tiền luôn, lót thì dập hiệu hãng hết luôn. Cái hình cái móng ngựa đặc trưng của thương hiệu này, sản xuất tại Ý luôn. Rồi, không có rách lỗi nhưng mà không có mới nha anh chị. Hàng đã qua sử dụng ha, chất liệu da bò, hàng hiệu lớn của Đức. Ví nam hiệu Đức màu đen đi, giá là 250. Mình chốt cho em màu đen nha, tại kia cũng màu xanh rêu. Cái này 250, cái kia 200. Rồi, tiếp theo là em sẽ có một cái ví của thương hiệu BVL. BVL này thì anh chị sẽ gặp nhiều ở cái nước hoa đó. Thương hiệu nước hoa BVL thì cũng khá là nổi tiếng. Đấy. Cái ví này cũng đã qua sử dụng luôn. Hàng đã qua sử dụng và góc cạnh có sờn, người ta gấp nhiều, người ta xài nhiều nha anh chị. Kích thước của cái ví này nó cũng là 11 nhân với lại 10. Nhưng cái bảng là được 1 cm. Bên trong có một cái cớp này. Đấy. Bên đây có mấy ngăn đựng thẻ nè. Chiếc này người ta ghi là Made in Italy. Đây nè, chữ Made in Italy dập chìm đây nha anh chị. Có nhiều ngăn đựng thẻ, cái chất da là cái da xước xước như này nha, da bò và người ta dập vân xước như này nha anh chị. Có một ngăn lớn đựng tiền và cái ngăn này thì lót vải dập hiệu BVL luôn. Giá của cái ví này nó sẽ là ví hiệu Ý, giá là 200 ngàn. Mình chốt cho em mã là ví hiệu Ý, giá 200. Đây nha anh chị. Dĩ nhiên là cái mức giá 200, 250 thì nó sẽ không có thể bằng được những cái ví mà em bán 1 triệu mấy, 2 triệu đâu nha anh chị ơi. Thì nó sẽ có đúng theo cái mức giá tiền đó anh chị ha. Để nhiều khi mình nhận về mình thấy ôi sao cái ví nó cũ như vậy mà cũng bán nữa. Thì giá nó 200 ngàn cho một cái hàng hiệu lớn của Đức, của Ý này kia. Vẫn sử dụng bình thường nhưng mà nó sẽ không mới anh chị ha. Em có một cái chiếc ví của thương hiệu Tumi. Tumi này thì mình sẽ hay gặp những cái túi hoặc là những cái bao tử mà hiện nay người ta bán rất là nhiều, những cái dòng túi thời trang, và đa phần những cái sản phẩm của thương hiệu này người ta sản xuất tại Trung Quốc hoặc là ở Việt Nam mình sản xuất để xuất đi. Nhưng mà hàng hiệu này là của một cái thương hiệu người ta đặt trụ sở ở Mỹ ha, và cái người mà sáng lập ra cái thương hiệu này là cái người Peru. Người ta ghi như vậy anh chị ha. Rồi, cái kích thước của cái túi, cái ví này thì nó sẽ được là 12 nhân với lại 10, và cái bảng của nó là 1 cm. Nói chung là nó tựa tựa như nhau đó anh chị, chất liệu da bò. Góc cạnh thì sờn rất là ít này, cái này độ mới còn cao hơn những cái kia, nhưng mà trên mặt da thì có những cái vết xước sát ha. Ở trong này thì nó có một cái ghi chữ là Made in China ở đây. Rồi, cũng có ngăn đựng tiền này kia dập hiệu hết luôn và những cái ngăn đựng thẻ. Ví này thì không có cái cớp. Giá của cái ví này là 280 ngàn. Mình chốt cho em mã là ví hiệu Tumi, giá 280. Da bò anh chị ha, độ mới cao hơn những cái kia. Rồi, em có thêm một cái giống vậy nữa là của hàng hiệu của London. Estiger gì này, hàng hiệu của Anh ha. Cái này thì bên trong lót màu tím mà chất liệu da bò như này. Kích thước của cái ví này sẽ được có là 11 nhân với lại 9. Đấy. Cái này cũng nhỏ gọn này, mình bỏ túi được nha. Mà bên trong lót màu tím nha anh chị. Đấy, cũng lạ lạ. Đấy, nó cũng có nhiều ngăn thẻ và nhiều ngăn để và hai cái ngăn để mình đựng tiền. Giá của nó là 250, mình chốt cho em mã là ví da đen của Anh, giá 250. Tầm giá 200, 250 này kia thôi hả anh chị ơi. Đấy, em có một số cái ví mà đã qua sử dụng như này. Anh chị nào thích thì mình có thể chốt giùm em ha. Tiếp theo là em sẽ có một cái ví nữ của thương hiệu Ungaro dành cho các chị nè. Ungaro là thương hiệu của Paris. Cái này còn hộp luôn nhưng mà cái sản phẩm bên trong á thì nó sẽ có xước xát thời gian nha anh chị, giống như là người ta có trưng bày vậy đó chứ chưa có qua sử dụng đâu. Và khi mà để lâu hoặc là để ở nó bị cọ vô trong cái túi, trong cái hộp hay gì nè, thì nó sẽ có những cái vết sờn trên mặt da như này, tại cái da này màu sáng mà, và cái bên ngoài cái màu nó sẽ là màu xanh, nó nhạt hơn anh chị thấy trên hình ha. Rồi góc cạnh thì nó có sờn rất là nhẹ luôn đấy, do nó là màu xanh cho nên là em cũng không có, mình chắc cũng không có thể xử lý được bằng si bằng gì đâu anh chị nha, mình để về mình xài thôi. Nó có vết sờn nhẹ ha, nhưng mà cái ví rất là nặng tay luôn, cực kỳ xịn luôn, cái khóa này quá xịn luôn. Ungaro, kích thước của cái nó là được 19 nè nhân với lại 10 và nhân cái bảng là khoảng 3 cm. Lưu ý là cái này còn hộp nhưng mà độ mới em báo khoảng 85% thôi nha anh chị. Rồi bên trong là xuất sắc lắm. Bên trong có chữ Ungaro Paris ở đây ha, lót vải sạch sẽ dập hiệu luôn. Có một cái ngăn lớn chỗ này, một cái ngăn khóa kéo nhỏ ở đây. Là lót vải ha, rất là nhiều ngăn.
Rồi khoen khóa bên trong thì còn vàng ươm luôn. Và cái màu vàng của nó là màu vàng đặc á, màu vàng xịn đó anh chị. Ở đây có một cái cớp. Cái cớp này cũng dập hiệu Engaro luôn này. Xuất sắc lắm. Rồi ở đây có một cái khóa để mình gắn chìa khóa này ha. Bên trong này có hai ngăn lớn đựng tiền. Rồi bên đây có những cái ngăn nhỏ đựng thẻ luôn. Rất đẹp cho cái ví này. Nhưng mà độ mới của nó thì bên ngoài có nhiều vết sờn nha anh chị. À, và cái giá của cái ví này thì sẽ là 750 ngàn. Mình chốt cho em mã là ví nữ xanh 750 cho cái ví này còn hộp luôn. Nếu mình muốn tặng quà thì mình tặng cho người thân thôi nha anh chị. Tại vì trên sản phẩm nó có những cái vết xước xát rồi. Rồi tiếp theo là em sẽ có thêm một cái ví nữ nữa. Nanini. Đấy, hàng hiệu của Ý. Cái này còn full hộp và độ mới cực kỳ cao luôn nè. Cái này mình mua làm quà tặng là vô tư nè. À, còn cái hộp của hãng luôn ha. À, hàng hiệu của Ý anh chị. À, cái ví này thì nó sẽ là màu kem. Nó dán to như này nha. Kích thước của ví thì sẽ được là 13.5 nhân với lại 11. Và cái bảng của nó khoảng 2 cm. Màu kem nha anh chị. Chất liệu da bò và mới tinh. Không có vấn đề gì hết. Không có bị xước xát chỗ nào hết. Khóa là khóa Opti gì đây. Đấy. Rồi mình mở ra như này. Ở bên trong là còn cái tác hiệu luôn nha anh chị. Rồi còn đầy đủ hết luôn. Mới chưa có qua sử dụng. Ở đây có một cái miệng cớp này. Bên đây có mấy cái ngăn đựng thẻ nè. Và ở đây có hai cái ngăn lớn để mình đựng tiền và giấy tờ. À, lót vải dập hiệu hãng luôn. Đấy. Cái ví này nó như này. Rồi cái hiền hiệu nó còn cả cái tác hiệu luôn này. Nanini. Made in Italy. Ở đây anh chị ha. Em sạch thử cái thương hiệu này thì giá cái ví của nó cũng khá là cao. Nó cũng tính bằng tiền đô nha anh chị, hàng hiệu của Ý. Và cái này em bán cho mình với giá là 680 ngàn. Anh chị chốt giúp em mã là ví nữ hiệu Ý giá 680. Đấy, cái này thì cái ví nó phông to, mình để trong túi nha anh chị, trong túi sách á. Rồi 680 ngàn. Ở đây cái vết đậm đậm này là keo á anh chị, không có đáng kể đâu ha. 680 cho ví này và rất là có giá trị để mà mình mua tặng quà. 680 ví hiệu của Ý. Rồi tiếp theo là em sẽ có một cái combo ví này. À, ví này của thương hiệu lớn này. Nhà em bán combo luôn ha. Tại vì nó sẽ là một cái ví đựng tiền và một cái ví đựng thẻ. Đây. Màu kem nha anh chị. À, nam nữ đều xài được. Cái dáng nó như này. Nhưng mà do nó là màu kem nên các chị mình thích thì mình vẫn xài được luôn. À, kích thước của cái ví đựng tiền á. Thì sẽ được là 11 nhân với lại 9. Và cái bảng của nó sẽ được 2.5. À, thương hiệu Lăng Vin, à, rất là cao cấp ha. Thương hiệu Lăng Vin của Pháp. À, và riêng hai cái ví này thì được sản xuất tại Trung Quốc nha anh chị. Made in China. Đây, nó còn tác hiệu luôn này. Made in China. À, và cái giá của cái ví này người ta niêm yết ở Nhật là 11.000 yên lận nha. Không có phải rẻ đâu nha anh chị. À, ví này thì nó màu kem. Đấy. Phối màu cũng rất là đẹp, bao gồm một cái cớp nè, mấy cái ngăn nhỏ nhỏ mình đựng thẻ nè. Đây có ngăn nữa nè, Lăng Viên người ta dập ở đây. Ở bên đây có một cái ngăn, ở trong đây đựng thẻ một nồi luôn nè. Rất là nhiều chỗ đựng luôn anh chị ha. Rồi ở phía bên trong này thì nó sẽ là đựng tiền thẳng, lót vải dập hiệu hãng luôn. Đó, mới chưa có qua sử dụng anh chị nha. Rồi còn cả thẻ tác này kia luôn. Đó là một cái lớn nè, còn một cái nhỏ này thì mình dùng để đựng thẻ. À, y chang như vậy thôi à, để dùng để đựng thẻ. Size của nó sẽ được có là 10 nhân với lại 7 cm và nhân với lại 2.5. Rồi khóa kéo miệng luôn. Đây bên trong đựng rất là nhiều ha. Cái móc này để là mình móc cái ví khác hoặc là móc cái chìa khóa. Lót vải dập hiệu luôn. Ở đây có cái tác hiệu Lăng Vin. Nhỏ xíu nhưng mà ta làm rất là đẹp, ta tỉ mỉ nha anh chị. Và cái này nó cũng còn đầy đủ tác hiệu luôn, Made in China luôn. Và cái giá của hai cái này rất là cao nha. Cái ví nhỏ này người ta bán 5.800 lận. Còn cái ví lớn là người ta bán 11.000 yên lận đó anh chị. Và em bán combo hai cái này luôn ha. Không có bán lẻ ra nha anh chị. Thì giá của nó là 1.200.000 cho cái combo này. Mình mua làm quà tặng rất là phù hợp. Combo ví hiệu giá là 1.200.000 cho hai cái sản phẩm này. Cả hai cái này là 1.200.000 đó anh chị. Khá là rẻ cho thương hiệu này rồi ha. Đấy, còn full hộp như này luôn. Rồi. À, tiếp theo là em sẽ có một cái clutch cầm tay của thương hiệu Đinh Hiu. Nhưng mà cái này giá rất là rẻ nè. À, nó có lỗi ha, cho nên là em bán cực kỳ rẻ luôn. À, cái chiếc clutch cầm tay bằng da bò thật của thương hiệu Đinh Hiu rất là nổi tiếng. Khóa là khóa số luôn và hiện tại cái khóa này là 360. Đấy, nó sẽ là kích thước như này. Kích thước được là 25
nhân với lại 16.5 và nhân với cái đáy là 3 cm. Đó. Mở ra bên trong như này. Còn cả quai sách luôn nha anh chị. Bên trong là lót da thật luôn. Đấy, có nhiều ngăn. Lót da sạch đẹp hết, không có vấn đề gì hết luôn. Ở trên đây có mấy cái ngăn nhỏ nhỏ nữa nè. Cái dây này mình muốn đeo thì mình đeo, không đeo thì mình gắn vô bên trong này. Ok hết. Rồi, cái khóa thì nó có oxy hóa nhiều. Nó có bạc nhiều rồi anh chị nha. Rồi, ở trên từng cái khoang khóa người ta đều dập đinh hiu hết luôn, góc cạnh thì ok. Mặt da thì có xước xát nhiều do thời gian rồi. Nói chung là cái túi này, cái chú trước này người ta xài nhiều đó anh chị. Cho nên mặt da nó có đã bị nhầu và nó có những cái vết rất là nhiều rồi ha. Chứ mình mua về mình có thể sử dụng như là mình đựng giấy tờ này kia cũng rất là ok. Mình để trong xe rồi đó cũng rất là ổn. Chất da bò thì rất là xịn, hàng hiệu lớn. Ở đây nó có cái lỗi chỗ này nè anh chị. Ở phía sau này nha. Thay vì người ta may lên tới đây nè, khi người ta xài thời gian thì nó sẽ bị như vậy. Đó. Và cái này em bán giá rất là rẻ luôn. Bình thường là những cái sản phẩm như vậy thì phải giá là 2 triệu mấy, 1 triệu mấy không anh chị ha. Cái này em bán cho mình với giá là 350 ngàn. Anh chị chốt cho em mã là túi cầm tay Đinh Hiu 350 ngàn hoặc là túi cầm tay khóa số nha. Lưu ý là độ mới của nó tầm khoảng được 70% thôi và nó có cái vết lỗi chỗ này. Đấy, có vết rách chỗ này. Dùng để các anh các chú mình đựng giấy tờ này kia là vô tư ha. Còn nếu mà mình muốn xịn hơn, muốn mới hơn chút nữa thì mình phải đợi cái khác nha anh chị. Cái này nó cũ cho nên là em mới bán cái giá có 350 thôi anh chị nha. 350 cho cái collect này. Anh chị nào mình muốn mua sử dụng thì mình có thể chốt cái này. Em có một cái sản phẩm này nó rất là tiếc luôn nè, là một cái chiếc cặp của thương hiệu Burberry. Rồi cái cặp này rất là đẹp ha. Đây để em chỉnh cao lên chút dễ nhìn nè. Một chiếc cặp táp đen của thương hiệu Burberry rất là nổi tiếng luôn, rất là có giá trị nha. Burberry này, đấy, phía sau nó có dập Burberry luôn ha. Cái này là hàng authentic luôn đó anh chị. Rồi cái kích thước của cái cặp này thì sẽ được là 38 nhân với lại 28 và nhân với cái bảng đáy là được 6.5 cm. Khóa là khóa chìa. Đấy, mình có thể xách tay hoặc có dây đeo nè. Nhưng mà cái bộ khóa này nó có vấn đề nha anh chị. Người ta sẽ có hai cái nút chỗ này để mình bật vô bật ra để mình mở cái khóa đó. Nhưng mà hai cái nút nó bị rớt rồi và ở bên trong em còn giữ cho anh chị nha. Và cái này là em sẽ bán giá rất là mềm so với cái cặp này để cho anh chị chú bác mình về mình có thể chấm keo lại hoặc là mình đem ra mình hàn lại, mình xử lý lại cái khóa này giùm em ha. Đấy, nhưng mà giá rất là rẻ so với một cái chiếc cặp hiệu và với độ mới này luôn. Anh chị yên tâm. Rồi cái bên trong của nó sẽ là lót vải dập hiệu hãng luôn nè. Còn cả dây đeo. Đây, bên trong cái lót sọc đặc trưng của cái thương hiệu Burberry có một cái tác hiệu ghi là Burberry Made in Turkey, tức là sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ đó anh chị ha. Bên trong có một cái ngăn lớn, cái ngăn bên trong thì không có vấn đề, sạch đẹp vô tư luôn, lót vải luôn. Đây, đây là hai cái nút của cái khóa đó em có để kèm trong đây anh chị nha. Tức nghĩa là nó bị rớt cái keo ra đó anh chị. Mình giờ mình chấm keo lại giùm em hoặc là mình có biết xử lý bằng hàng hay gì đó mình gắn vô ha. Mình sẽ được một cái túi khá là VIP. Không có vấn đề gì khác ngoài chỗ đó. Túi này đã qua sử dụng và độ mới. Nếu không tính cái bộ khóa thì độ mới cái này khoảng trên 85%. Rất là mới, chất liệu da bò, hàng xịn anh chị. Nhưng mà nó bị lỗi cái chỗ khóa đó thì cho nên là em bán giá chỉ có 900 ngàn thôi. Thay vì nếu mà cái này nó không có bị vấn đề đó thì bán khoảng 2 triệu mấy 3 triệu. Rồi, 900 ngàn cho cái cặp Burberry. Anh chị nào thích thì mình thay chốt giùm em. Nhưng mà mình phải xử lý lại cái khóa này giùm em ha. Em có báo rồi anh chị nha. Nó còn chìa khóa luôn. Nhưng mà mình phải xử lý, mình gắn hai cái cục đó vô là được. Rồi, 900 ngàn cho cái cặp này. Quá rẻ cho cái thương hiệu này rồi. Đấy, 900, anh chị nào có thể xử lý được thì mình chốt giùm em ha. Tiếp theo là em sẽ có một cái cặp dáng to dành cho các anh, các chú nào mình hơi lớn con chút xíu này. Nó to đùng luôn. Này nó bằng chất liệu da bò. Cái size của cái cặp này thì được là 43.5 nhân với lại 32 và nhân với cái bảng đáy là 14 cm. Dáng xách tay không có dây đeo và nó khá nặng nha anh chị. Nó nặng á. Rồi nó to nữa, dành cho các anh nào mà mình, thứ nhất là mình đựng đồ nhiều, thứ hai là dáng người mình cao, mình lớn hơn thì mình xài cái này nó sẽ đẹp. Còn nếu mà mình cao lớn, mình xách mấy cái túi nhỏ nhỏ quá thì nhiều khi nó không hợp. Rồi, cái này là khóa chìa và như là em nhớ không lầm là nó còn chìa khóa. Form là form cớp, dáng cớp như này. Đấy, cái đó là cái test da thôi.
người ta ghi tên vào đây. Cái form cốp, miệng cốp doctor ha. Còn chì anh chị ơi, chìa khóa của nó đây. Bên trong là lót da màu trắng. Thì nó có những cái vết mà cọ sát ở trên cái da màu trắng như này đó anh chị, không tránh khỏi ha. Và khi mà anh chị sử dụng thì nó sẽ cũng có sẽ từ từ nó sẽ cọ nhiều lên. Rồi, túi này độ mới ở bên ngoài thì rất là ok. Bên trong nếu mà tính bên trong nữa thì độ mới khoảng 88 cho đến 89%. Có những cái vết xước hoặc là vết dơ nhất định ha. Đây này, trên mặt da này có những cái vết dơ dơ. Bên trong nhiều ngăn vô cùng luôn. Cái dáng nó giống như cái vali hôm trước em bán luôn anh chị. Đó, khá là xịn. Không có hiệu, túi này không có hiệu nha anh chị. Và nó sẽ kén người xài, tức là anh nào mà anh chú nào mà phải to con chút xíu thì mình xài cái này nó mới hợp nha. Đây là mặt sau. Đây, cái đáy đây. Không ở góc cạnh thì còn rất là ok, không có rách lỗi chỗ nào. Cái kích thước em đo chưa ta? Kích thước em đo rồi anh chị ơi. Và cái túi này giá của nó là 1500, mình chốt cho em mã là cặp đen da bò đen. Cặp da bò đen giá 1500, tức là cái size nó to nha anh chị. Độ mới cao, không có lỗi lầm đâu. Hàng đã qua sử dụng, độ mới rất là cao. Và nhiều khi mình cần một cái túi to như này thì không có. To đùng mà anh chị ơi. Và chất da bò nguyên con luôn ha. Không có dây đeo, không có thiết kế dây đeo. Rất là đẹp. Tiếp theo là em sẽ có một cái chiếc cặp. Cặp này thì không phải da thật. Và cái chất da thì khi mà em để gần một cái chiếc túi nha. Không biết là anh chị có sử dụng cái túi của thương hiệu mà Lee & Tee gì đó. Thì nó rất là giống với cái chất da, tức nghĩa là da tổng hợp của cái thương hiệu đó anh chị ha. Cái này thì giá rất là rẻ thôi, nó cũng dán nó cũng khá là to nè, không phải nhỏ đâu. Dán xách tay để mà mình đi làm công sở. Size của nó sẽ được là 41 nhân với lại 32 và nhân với cái đáy là được 13 cm. Để thằng hiệu luôn nha, Torin gì đây này. Từ những năm 1890. Nó không có, và bên trong thì nó sẽ có nhiều ngăn như này nha anh chị, hai ngăn ở đây. Ngăn lót vải, sọc rất là đẹp. Có nhiều ngăn, lưu ý là nó không có phải da thật nha anh chị, nó là da tổng hợp. Thật ra là cái da tổng hợp mình nhìn bên ngoài nó sẽ khác, hơi có cái sự khác đối với cái da thật. Nhưng mà nếu mà anh chị nào mình không có quan trọng tới cái da thật mà mình chỉ muốn xài thời trang thôi thì những cái này nó rất là đẹp để mình thay đổi ha. Khóa là khóa Hikaka luôn. Rồi, đây. Đó là độ mới cũng khá là cao, màu nâu đẹp luôn. Và giá của nó là 680.000. Mình chốt cho em mã là cặp nâu giả da 6.0. Nó sẽ không bền như da thật, nhưng mà nó cũng sẽ bền, chứ không phải là xài 2-3 bữa hư đâu nha anh chị. Mình cứ yên tâm. Rồi cái túi đà điểu hôm qua thì em sẽ còn lại cái túi đà điểu này. Túi đà điểu phông hến to, hàng hiệu của Italy. Cái màu nó rất là đẹp luôn anh chị. Màu sáng như này thì khá là hiếm gặp, ít gặp. Đa phần mình sẽ gặp màu đen thôi. Và cái túi này phông hến dáng to nha. Size của nó là 40, nhưng với lại cái miệng là được 31 và cái chiều cao lên là được 30. Cái bảng đá là 12 cm. Dán xách tay, có chỗ móc dây đeo nhưng mà hiện tại mất dây rồi. Đây nó có cái chỗ cái móc này để mình móc dây nè, nhưng mà không có cái sợi dây kèm theo anh chị ha. Các anh chị mình, các chị mình xách tay như này nó cũng sang. Dành cho mình đi làm công sở hoặc là nếu mình đi công tác này kia đột xuất á, thì mình bỏ một bộ đồ, hai ba cái áo gì đó vô thì nó cũng ok anh chị ha. Tức là mình có thể ứng dụng được nhiều. Rồi, cái phơm hến nhưng mà nó to lắm. Và cái con đà điểu này nó khá là già và nó khá là to nè, cho nên là mới được hai cái mặt da như vậy. Và cả cái túi đều là da đà điểu hết. Góc cạnh thì còn rất là ok, chưa có trì sờn gì đáng kể. Cái đáy đây, nói chung là đẹp và hàng hiệu của Ý. Một cái chiếc đà điểu của Việt Nam mình thôi là người ta đã bán 4-5 triệu rồi đó anh chị. Cái này là của thương hiệu Sant'Agostino, Made in Italy. Bên trong là lót da sạch đẹp, có hai cái ngăn nhỏ hai bên. Độ mới rất là cao nha anh chị, độ mới khoảng được 90-92% luôn. Rất là đẹp, mà mình xách tay thôi ha, nó em bị mất dây đeo rồi. Và cái giá em bán là 2.800.000, mình chốt giúp em mã là túi hến điểu vàng, giá 2.800.000. Và túi đà điểu thì hiện tại em chỉ còn cái túi này thôi anh chị ơi. 2.800.000 cho cái đợt này. Rồi qua tuần sau nếu mà có hàng về thêm nữa thì em sẽ giới thiệu thêm cho anh chị ha. Cuối cùng của video ngày hôm nay thì em sẽ có cái chiếc túi của Mỹ, túi vịt Mỹ. Túi này thì em có giới thiệu rồi và nó màu đỏ, thích hợp dành cho các chị. Các anh thì xài màu này nó không đẹp đâu, không hợp đâu. Túi vịt của Mỹ rất là nổi tiếng nha, Dooney and Bucky nè.
Và hôm nay em sẽ có chương trình khuyến mãi cho cái túi này, túi dạng du lịch to đấy. Và cái màu đỏ này không phải dễ gặp đâu nha anh chị, rất là hiếm gặp. Size của cái túi du lịch này nó được là 54 này, nhân với chiều cao lên là khoảng 28, và cái đáy nó khoảng là 20 cm. Túi đã qua sử dụng, góc cạnh có sờn anh chị nha. Cái chất da thì nó quá chất rồi, cái da của cái thương hiệu này, túi da vịt đó, thì cái chất da luôn là cái sớ da nó to như này, phối với da mộc và xài cực kỳ bền luôn. Và một cái nét đặc trưng của cái thương hiệu này nữa là người ta không có cái lót bên trong, mà người ta để nguyên cái miếng da như vậy đó, rồi người ta sẽ làm cho nó nhẵn cái mặt da này, cái mặt trong đi, cho nên mình nhìn thấy nó sẽ là còn cái sớ da cho mình luôn. Da nó cực kỳ dày, xài rất bền. Có một cái tag ghi hiệu này ha, và Made in USA, phía sau thì có mã code đấy. Và nó sẽ còn cho mình cái này là cái thẻ này, rồi cái dây đeo zin luôn ha, và có cái tag con vịt đó, tag con vịt hình tròn này nên chị. Thường á thì em tìm hiểu nha, nếu mà túi vịt mà chính hãng hàng xịn á thì cái dòng mà cổ điển khi mà có cái tag hình tròn này này, cái tác vịt hình tròn này thì sẽ bên trong nó sẽ có cái tác màu xanh, cái chữ nó màu xanh như này ha, Made in USA, và sẽ có mã code bên sau. Đó là cái dòng cũng là cổ điển nhưng mà nó ở phần phân khúc chính giữa đó. Trước đó nữa, tức là lúc mà nó mới sản xuất đó, thì người ta sẽ không có cái tác này, ta không có cái tác Made in USA chỗ này đó anh chị. Nó là cái dòng sản phẩm xưa cũ luôn, chắc mình cũng hiếm gặp những cái đó, và đa phần mình sẽ gặp được những cái sản phẩm ở cái khoảng thời gian này. Còn sau này nữa thì người ta sẽ làm cái tác con vịt đó, là người ta làm cái chữ D với cái chữ B này là người ta lồng vô nhau và nó hình vuông. Đó là cái mẫu hiện đại, còn cái mẫu này là cái mẫu cổ điển ha anh chị. Rồi bên trong thì có một cái ngăn lớn là cái phần miếng da luôn, miếng da nó màu đỏ luôn bên trong ha. Cái màu đỏ này nó là giống như là vàng đỏ cam vậy đó, dành cho các chị mình xài nha, các anh xài mẫu này không hợp đâu. Trên khoang khóa đều dập hiệu hết luôn, góc cạnh có sờn anh chị ơi. Đây này, có sờn ha, có sờn chứ không có rách đâu. Rồi, cái đáy đây, cái này hôm trước em bán tới 3 triệu mấy lần đó, và khuyến mãi cho anh chị ngày hôm nay còn 2.900.000. Rất là rẻ rồi anh chị nha, cho một cái chiếc túi của thương hiệu vịt. Bình thường một cái chiếc túi đeo chéo thôi là giá nó cũng khoảng 2.800.000, 2.900.000 rồi đó anh chị ha, chứ không có rẻ đâu. Nhưng mà do cái này thì nó cái màu sáng cho nên nó hơi kén khách, và em sẽ khuyến mãi để mà anh chị chú bác nào mình đang thích thì mình có thể chốt cái này với giá là 2.900.000. Mình chốt giúp em mã là túi du lịch vịt Mỹ giá 2.900. Và cái sản phẩm này cũng là cái sản phẩm cuối cùng của video hôm nay. Hy vọng là anh chị chú bác mình đã thích những cái món hàng trong video này. Và hẹn cả nhà vào tuần sau thì em sẽ tiếp tục có những cái sản phẩm mới, những cái video mới, liên tục giới thiệu những cái sản phẩm đẹp đến với anh chị. Cả nhà mình có thể nhấn đăng ký kênh để khi mà em có video mới thì mình vào mình xem, ủng hộ cũng như là lựa chọn những cái sản phẩm hàng Nhật Bản để mình sử dụng và sưu tầm anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.